cũng giống như là mục tiêu trước, à cũng như bài trước thôi, đó là trình bày, chúng ta trình bày được vị trí liên quan của tuyến thượng thận. Điều thứ hai là chúng ta xác định được cấu trúc, đúng là cấu trúc về giải phẫu của tuyến thượng thận nhé. Chúng ta có cấu trúc mô học, có cấu trúc vi thể, tất cả thứ đây chúng ta nhớ thôi là cấu trúc giải phẫu. Về tài liệu tham khảo thì chúng ta sẽ giống như là bài trước thôi, tham khảo đây. Xét về mặt vị trí cấu tạo cũng như hình thể ngoài của các tuyến thượng thận, chúng ta lưu ý những điểm này này. Thường thì chúng ta sẽ có hai tuyến thượng thận nhé, mỗi người chúng ta thường có hai thận thì sẽ có hai tuyến thượng thận, thượng thận tức là trên thận đúng không? Đấy. Cho nên có hai thận thì sẽ có gì, hai tuyến thượng thận đúng không? Thế tuy nhiên là có một số người sẽ có các cái tuyến người ta gọi là các tuyến thượng thận phụ nhá, các tuyến thượng thận phụ. Đấy. Đấy là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai nữa thì các tuyến thượng thận của chúng ta nó sẽ nằm ở gì, ở cực trên, nó sẽ nằm ở về phía cực trên của gì, của thận. Đấy, nằm ở phía trực cực trên của thận và hơi ở trước nhá, tức là nó nằm ở phía trước trên của cực trên các thận. Đấy, đấy là về mặt vị gì, vị trí. Tiếp đến là hình thù của các cái tuyến thượng thận bên phải và bên trái thì hơi khác nhau. Chúng ta nhìn sang bên trái, chúng ta nhìn bên trái thì chúng ta thấy người ta thường mô tả tuyến thượng thận trái có dạng hình bán nguyệt, có một dạng hình bán nguyệt, đấy, giống cái vành trăng này, à, có hai mặt. Đấy. Thế còn tuyến thượng thận bên phải thì được người ta mô tả nó một dạng hình gì, hình tháp. À, thế tuy nhiên tôi cần phải lưu ý các bạn này, cần lưu ý các bạn, xét về mặt thuật ngữ giải phẫu thì người ta chỉ công nhận mỗi một tuyến thượng thận có hai mặt thôi, có hai mặt, có hai mặt, mặt trước và mặt gì, mặt sau, à, mặt trước và mặt sau. Còn cái phần mà nó ngồi lên trên các cái cực trên thận này, đấy, liên quan với các cực trên thận này, thì người ta gọi là gì, diện tiếp xúc của tuyến thượng thận với gì, với cực trên của thận. Đấy. Nên về số lượng mặt thì người ta chỉ công nhận hai mặt thôi, là mặt trước và mặt gì, mặt sau. Thế thì như vậy nó khó mà hình thành nên được cái hình gì, hình chóp lắm nhá. Đấy, đây là điểm thứ nhất này. Điểm thứ hai là về các bờ của thận. Thì thận người ta sẽ công nhận có, à, bờ của tuyến thượng thận người ta sẽ công nhận có hai bờ. Một là bờ trước. Nên xin lỗi, bờ thì bờ trên. Một là bờ trên và hai là bờ trong. Đây. Đấy, bờ trên rồi liên tiếp ra phía bờ gì, bờ trong đây. Tương tự như vậy, bên tuyến thượng thận phải các em nhìn thấy đây là bờ trên này. Đấy, đây là phần bờ trên, phần bờ trên quắp xuống bên dưới này để trở thành bờ gì, bờ trong. Thế thì nói một cách để mà hình dung một cách dễ hiểu thì các em hình dung các tuyến thượng thận chúng ta ấy, nó như là những cái bánh sừng bò, cái bánh sừng bò bán đầy ngoài đường ấy, ra hỏi xem bánh sừng bò là thế nào. Nó như một cái miếng bánh sừng bò, mỗi tội là gì, bên này thì bên trái nó gập ít, còn bên phải này này thì nó gập gì, gập góc, gọi là cua hơn, cua hơn, gọi là gấp khúc hơn. Đấy, đấy, nó trở thành một cái dạng như hình tam giác này. Đấy, nó gập góc này. Đấy, đấy. Thế còn bên này thì nó duỗi ra này. Đấy, và có thể nói là trên cái mặt cắt ngang qua cái tuyến thượng thận này, đấy, thì nó dạng hình, dạng hình lăng trụ tam giác thì đúng hơn là dạng hình gì, hình thể hình xin chóp, xin lỗi các bạn nhé.
Thế thì cái mà tôi muốn cho các em hiểu từ nãy đến giờ tôi nói cái gì ấy, là gì? Là các em cứ hình dung cho tôi, mỗi một cái tuyến thận nó chỉ có gì? Có hai mặt thôi. Đấy, hai mặt. Và đồng thời nó gì? Nó quặp xuống cái này. Đấy, nó quặp xuống như thế này. Đấy. Và hai mặt đó là bao gồm có mặt trước và mặt gì? Mặt sau. Đấy, đây là mặt trước này. Đây là mặt trước này. Mặt sau này và mặt gì? Mặt sau này. Nó có hai bờ là bờ trên, mặc dù cái đấy nó không trên lắm, nó chỉ đúng cho phía bờ, tuyến đường thận trái này nhiều hơn, đúng không? Bờ trên và bờ gì? Bờ trong. Đấy. Nhưng mà cho dù là bờ trên hay bờ trong thì thực ra nó chỉ là một bờ và chúng ta bẻ gập lại cái này thôi. Đấy nhá. Thì các em hình dung đến được hai bờ là bờ trên và bờ gì? Bờ trong. Bờ trên này và bờ trong mà chúng ta gọi luôn là bờ gì? Bởi vì nó, đây nó gập góc ít thì chúng ta gọi là bờ trên trong vì thế. Nhá. Đấy. Cái đấy để chúng ta khi các em đã hình dung được cái hình thể ngoài của các cái tuyến đường thận rồi thì khi các em học về liên quan của nó và cái phân vùng liên quan nó sẽ rất dễ. Đấy. Thế còn môn tuyến đường thận chúng ta ấy, nó sẽ được cấu trúc bởi gì? Bởi hai vùng. Vùng vỏ nằm ở phía gì? Phía ngoại vi đây. Vùng vỏ nằm phía ngoại vi. Còn vùng tủy nằm ở phía gì? Phía trong đây. Đấy. Và mỗi tuyến đường thận chúng ta ấy, thì nó có một cái chỗ người ta gọi là rốn gì? Rốn tuyến đường thận nhá. Rốn đường thận thì giống như là rốn gì? Rốn thận này, rồi thì rốn gì? Rốn gan, rốn phổi ấy, đúng không? Đấy. Nhưng mà rốn thận, rốn gan, rốn phổi chúng ta đều nói là gì? Là nơi đi vào đi ra của mạch máu và thần gì? Thần kinh, đúng không? Nhưng mà đặc điểm của rốn tuyến đường thận là gì? Rốn đường thận là nơi đi ra của tĩnh mạch thượng thận. Nơi đi ra các tĩnh mạch thượng thận. Đấy nhá. Đấy. Bạch huyết thần kinh sẽ đi vào cùng đấy. Đó, sẽ đi vào cùng. Nhưng động mạch thì không chắc chắn. Động mạch thì không nhất thiết. Đây, như các em nhìn thấy trên hình này này. Rất nhiều mạch. Mạch nó sẽ đi vào, nó chia thì thành hệ thống lưới mao mạch ở rất nhiều chỗ trên tuyến thận này. Đấy. Cho nên phần động mạch thì không đúng là gì? Là nhất quyết là phải đi vào rốn rồi mới chia. Nhá. Đấy. Và người ta sẽ lấy cái mốc là nơi thoát ra của tĩnh mạch thì tĩnh mạch thượng thận. Người ta gọi vùng đấy là gì? Chỗ đấy là gì? Là rốn tuyến thượng thận. Đấy. Đấy là cái điểm các em cần phải lưu ý ở trong cái slide này. Đó. Đấy. Tiếp đến là mỗi một tuyến đường thận ở tại chỗ ấy. À, quay lại cái slide trên một chút. Thì trong các trường hợp mà nó có tuyến đường thận phụ, ấy, nó có thể nằm ở gì, ở thần tinh, ở màng tinh hoàn hay là ở trong gì, trong là dây chẳng rộng của buồng trứng ấy, tức là những cái mô liên kết ở xung quanh. Thế trong trường hợp mà người chúng ta có tuyến đường thận phụ thì người ta thấy là gì? Đa phần ấy, nó là cái tuyến đường thận phụ đấy nó chỉ có vùng vỏ này thôi. Đấy, nó chỉ có vùng vỏ này chứ nó không vùng tủy nhá. Đấy, cái đấy là cái điểm các bạn lưu ý cho các cái tuyến đường thận phụ nếu có. Bây giờ về tại chỗ thì các tuyến đường thận chúng ta khi nằm ở tại chỗ ấy thì nó sẽ cùng với lớp mỡ gì? Lớp mỡ quanh thận được bọc bởi các lá của mạc thận nhá. Đấy, các lá của mạc thận. À, tuyến thận này, lớp mỡ quanh thận này, thì đây là các cái lá của mạc thận nó bọc lấy ba thành phần này, nhá. À, và ngăn cách giữa tuyến thận với thận thì nó có một lớp mô liên kết mỏng, nó có lớp mô liên kết mỏng. Nên trong trường hợp cần thiết chúng ta có thể cắt tuyến đường thận mà không gây tổn thương đến gì đến thận, và ngược lại cắt thận nhưng không gây tổn thương đến tuyến thượng gì tuyến đường thận. Chúng ta đấy đấy là tại chỗ. Thế còn khi mà chúng ta sinh ra, người ta thấy rằng là khi mà chúng ta sinh ra thì về kích thước tuyến đường thận này, tuyến thận nó bằng khoảng 1/3 kích thước của thận khi chúng ta vừa sinh ra. Đấy. Thế tuy nhiên là gì, ngay sau khi sinh ra thì tuyến đường thận của chúng ta đã thoái triển đi, nó thoái triển và đặc biệt là vùng vỏ nó thoái triển đi. Đấy. Người ta thấy là gì, cho tới tháng thứ hai sau khi sinh, thì kích thước của tuyến đường thận này, kích thước tuyến thận nó giảm xuống chỉ còn bằng 50% so với lại kích thước mới sinh. Tức là trước là 1 gram thì bây giờ chỉ
đến cuối tháng thứ hai là nó chỉ còn có 0,5 gram thôi. Đấy. Rồi sau đó thì nó cứ từ phát triển, cứ tùng tỉnh phát triển cho tới tuổi trưởng thành, tới tuổi dậy thì ấy, tới tuổi dậy thì nó đạt được cái kích thước bằng với kích thước lúc mới sinh ra. Tức là sinh ra được một ngày tuổi và chúng ta dậy thì năm 14 tuổi thì kích thước lúc đấy là bằng nhau nhá. Như vậy thì tuyến thượng thận từ tháng thứ hai nó sẽ phát triển lại dần dần và đạt được kích kích thước khi sinh, khi ở tuổi dậy thì nhá. Đấy, đấy là cái điều nữa các em cần phải nhớ. Thế còn từ lúc dậy thì cho tới khi chúng ta già và chết đi thì thường là kích thước của tuyến thượng thận nó sẽ không thay đổi. À, có thay đổi tức là có vấn đề đây. Ừ. Đó. Thế thì đấy là những nét đại cương về tuyến thượng thận chúng ta nhé. Ừ. Tiếp đến là chúng ta nói đến từng tuyến thượng thận một, về cái liên quan của nó cũng như cái hình dạng của nó. Chúng ta bỏ. À. Chúng ta nói trước hết là nói đến tuyến thượng thận phải. Tuyến thượng thận phải đây, đây là tuyến thượng thận phải của chúng ta đây, gan này bên phải đây, đây là tuyến thượng thận phải nhé. Tuyến thượng thận phải chúng ta thứ nhất cứ đi theo nguyên tắc thôi, nó có hai mặt, đây là mặt trước, mặt này là mặt trước. Đấy. Và các em đã thấy có bao giờ có cái mặt nào sau đó lại có bờ không, mà trong cái handout tôi gửi cho các em ấy mà tôi phải đóng mở ngoặc ấy, đây người ta gọi là cái bờ trước đây. Thực ra cái bờ trước của tuyến thượng thận phải ấy, nó là một cái đường G lên rõ. Đấy. Và chính do cái việc cái đường G lên rõ này nên người ta mới lại mô tả là cái gì, cái tuyến thượng thận chúng ta này, đấy, tuyến thượng phải này nó có dạng hình gì, hình chóp là như vậy. Nhưng để mà công nhận về mặt thuật ngữ thì người ta không công nhận đây là một gì, đây là một bờ nhá, đây không phải là một bờ. Đấy. Thế thì mặt trước của tuyến thượng thận phải đây. Đấy. Nó được chia thành hai thì hai phần liên quan nhá, nó được chia thành hai phần liên quan. Đấy, do cái sự vị trí nằm của nó. Thứ nhất là tuyến thượng phải nằm ở phía sau của tĩnh mạch chủ gì? Phía sau tĩnh mạch chủ dưới, nằm phía sau tĩnh mạch chủ dưới. Đấy. Và thứ hai nữa là nó nằm ở gì? Phía trước của cái trụ phải cơ hoành. Nhá. Nằm phía sau tĩnh mạch chủ dưới. Đây chúng ta cắt tĩnh mạch chủ dưới thì chúng ta nhìn thấy tuyến thượng thận. Và đây là trụ phải cơ hoành chúng ta, nó nằm lên phía trước của trụ phải cơ hoành nhé. Đấy. Thì xét cho cái mặt trước này, xét cho cái mặt trước này thì nó chia thành hai vùng liên quan này. Thứ nhất, một cái rãnh hẹp ở phía bên trong, một cái rãnh hẹp ở phía bên trong. Đấy. Cái rãnh này nó sẽ là gì, liên quan với tĩnh mạch chủ dưới nhé. Liên quan với tĩnh mạch chủ dưới, phía ngoài cái mà ta gọi là bờ trước ấy. Đấy. Phía ngoài cái mà ta gọi là bờ trước, nó dạng hình tam giác này. Đấy. Là cái phần mà nó sẽ liên quan với lại gan. Đây. Chúng ta nhìn ra hình bên này. À, nó sẽ liên quan với gan. Nhưng mà lại liên quan với gan qua hai tầng. À, phần bên trên. Phần bên trên. Đấy. Thì nó không có phúc mạc che phủ. À. Phần này, nó không có phúc mạc che phủ. Liên quan trực tiếp với vùng trần của gan. Đấy. Thế còn phần bên dưới, phần bên dưới của mặt trước, phần dưới của mặt trước thì nó có gì, có phúc mạc từ cái lá dưới của dây chằng vành nó vòng xuống và phủ lên này. Đấy. Nhá. Phần dưới của mặt trước thì có phúc mạc gì, che phủ do cái lá dưới dây chằng vành nó gì, nó tạo nên. Đấy. Thế đấy là liên quan của phía mặt gì, mặt trước. Tiếp đến là ở sát cái đường G mà ta gọi là bờ trước này, bờ trước trong nháy này. Đấy. Thì nó có cái gì? Có cái rốn thận, rốn tuyến thượng thận này. Đây là rốn tuyến thượng thận. Nó thoát ra cái tĩnh mạch gì? Tĩnh mạch thượng thận phải đây để đổ về tĩnh mạch chủ gì? Chủ dưới. Đấy. Nghe đấy là mặt gì? Mặt trước nhá. Mặt tiếp theo là mặt gì? Đây. Chúng ta nhìn xuống này. Đây là cái phần mặt trước này. Như chúng ta nhìn này, đây toàn bộ đây là phần mặt trước của chúng ta. Nhìn các em nhìn tôi vẽ giới hạn nhé. Đây toàn bộ đây là phần mặt trước. Đấy. Với cái diện mà liên tiếp, gọi là liên quan với lại tĩnh mạch chủ dưới đây. Phần bên trên liên quan với lại gì đây? Với lại vùng trần của gan đây. Phần bên dưới
liên quan với lại gì, nó có phúc mạc che phủ đây. Đấy, đây là rốn tuyến gì, rốn đường thận này với cái đường mà ta gọi là bờ trước trong nhánh ấy đấy. Thế thì bây giờ đây là cái phần ranh giới giữa mặt sau và mặt trước đúng không? Ta nhớ là túm cả cái phần này nhá, các em lật sang gì, ra sao lật sang phải để chúng ta nhìn thấy gì phía mặt sau. Thì mặt sau tuyến thượng thận phải đây, cái đường bờ mà tôi vừa vẽ chỉ ấy, nó chính là cái đường này. Thì mặt sau của tuyến thượng thận phải chúng ta đây, đấy, cũng được chia thành hai gì, hai phần liên quan nhá, hai phần liên quan. Phần bên trên, phần bên trên đây, thì liên quan với lại gì, cơ hoành nhá. Phần bên dưới, phần bên dưới thì liên quan với cực trên của gì, của thận phải nhá, liên quan với cực trên của thận phải. Đấy, đấy là gì, mặt sau. Thế còn nó có một cái mặt nữa mà đây đây các thầy mô tả là gì, mặt gọi là mặt đáy đấy, mặt đáy. Cái mặt đáy hay là như tôi nói là theo thuật ngữ thế giới, thuật ngữ giải phẫu thế giới người ta công nhận đấy, thì cái này là gọi là diện tiếp xúc với lại gì, diện tiếp xúc với cực trên của thận phải của chúng ta. Đấy, thì cái diện tiếp xúc này nó thường được mô tả là có hai cái mẩu, hai cái mỏm này, nó nhô xuống dưới, nhô xuống dưới đây. Đấy, và nó ngồi lên trên của cái gì, cái cực trên, mặt trước cực trên của gì, của tuyến của thận phải nhá. Đấy, thế thì đấy là về hình thái cũng như là về mặt liên quan của các mặt của gì, của tuyến thượng thận. Về bờ, về bờ tuyến thượng thận phải thì bờ trên này không gì đặc biệt, nhưng bờ này là bờ trong, và bờ trong tuyến, các tuyến thượng thận này, bờ trong của tuyến thượng phải đây là, thì các em thấy bờ trong của nó mỏng và mỏng, và nó nằm ở phía trong, xin lỗi, nằm ở phía ngoài hơn, nằm phía ngoài hơn so với động mạch gì, hoành dưới phải nha. Đây mạch hoành dưới phải đây, tách cái từ động mạch chủ bụng chạy lên đây. Đấy, đây là động mạch gì, hoành dưới phải nha. Đấy, thì bờ trong này nó nằm ở phía ngoài của động mạch đây. Và đấy là tuyến thượng thận gì, tuyến thượng thận phải. Tiếp đến là chúng ta nói đến tuyến thượng thận trái. Thì đây là cái tuyến thượng thận trái chúng ta, mà theo kinh điển mô tả nó có dạng hình bán nguyệt đấy. Khi chúng ta học xong cái tuyến thượng thận trái này thì nhớ quay lại cái phần tuyến thượng thận phải mà như tôi nói ấy, mô tả nó cũng là một dạng hình bán nguyệt đấy, như tôi đã mô tả đấy. Thế thì bây giờ cái tuyến thượng thận trái thì tại sao tôi phải lấy cái hình này, và cái hình này nó có một cái gì, cái nét là để nhấn mạnh để các em phải hình dung này. Khi tôi cắt qua cái bờ trên trong của tuyến thượng thận này, khi tôi cắt qua cái bờ trên trong của tuyến thượng thận này, đấy, dọc theo cái bờ trên trong của đây cái mặt phẳng cắt này, thì tôi được cái hình này. Đấy, tôi được cái hình này. Nên để các em đỡ bị nhầm lẫn là các em lại tưởng rằng là chúng ta thường, thông thường là sẽ cắt qua các cái tạ, qua cái mặt phẳng gì, mặt phẳng ngang này, đúng không? Đấy, thì các em lại tưởng là nó là cái đường cắt này này, nó lại là thế này. Đấy, nhưng không phải đấy nhá, nó dọc theo cái bờ gì, trên trong của cái tuyến thượng thận trái này. Đấy. Đấy, từ đây vẫn là chỉ là gì, bờ trên trong mà thôi. Đây, bờ trên này, bờ gì, bờ trong này. Đấy, nha. Đấy, thì nó sẽ có hai mặt nhá, hai mặt, mặt này là mặt gì, mặt trước, còn một mặt sau nữa ở phía sau này. Xin lỗi các bạn, alo ạ. Ừ, vào chỗ thay băng đi, sao cứ gọi điện cho tớ làm gì nhiều thế, tớ đang giảng nhá, vào chỗ thay băng đi, vào chỗ đấy nói các chị nhá. Mặt trước, mặt trước tuyến thượng thận trái đây, đây là mặt trước của nó. À, đây là phần mặt trước này. À, thì cũng tương tự như tuyến thượng thận bên phải, thì mặt trước của tuyến thượng thận trái nó có hai phần liên quan. Phần bên trên, phần bên trên có phúc mạc che phủ, có phúc mạc che phủ, và qua túi mạc nối, qua túi mạc nối thì liên quan với mặt sau của dạ dày, dạ dày nhá. À, phần bên trên có phúc mạc che phủ, và qua túi mạc nối thì liên quan với mặt sau dạ dày. Phần bên dưới
phần bên dưới thì nó liên quan với lại gì? Liên quan với tĩnh mạch lách, à, xin lỗi, động mạch gì? Động mạch lách và gì? Liên quan với tụy nha. Đấy. Tụy của chúng ta bản chất nó là một tạng được bọc trong phúc mạc, à, nhưng sau đó nó thoái triển cái phần phía sau đi. Đấy. Thì nó không được gọi là, không trở thành, nó không được gọi là phúc mạc nữa. Đấy. Cho nên có thể nói rằng là gì? Phần bên dưới của gì? Của tuyến thượng thận phải này lại nằm ngoài phúc mạc. À, xin lỗi, tuyến thận trái. Vẫn như vậy là mặt trước của nó là ngược với lại mặt trước ở bên phải. Bên phải thì là gì? Phần trên thì không có phúc mạc, phần dưới thì gì? Có, còn bên trái thì ngược lại. À, đấy. Như vậy, phần dưới của tuyến thận trái thì nó liên quan với động mạch lách và với gì? Với tụy nha. Đây là toàn bộ, đây là mặt trước này. Tại mặt trước, tại mặt trước của chúng ta, tại mặt trước thì chúng ta có cái gì nhỉ? Có cái rốn thận, à, rốn tuyến thượng thận đây, và cũng có tĩnh mạch thượng thận trái đây, đúng không? Khi chúng ta lật cái tuyến thượng thận trái ra, ra sang phải thì chúng ta lại nhìn thấy cái mặt gì? Mặt sau của nó. À, đây là mặt sau của tuyến thượng thận gì? Tuyến thượng thận phải. À, mặt sau tuyến thượng thận phải. Mặt sau tuyến thận phải cũng lại có hai phần liên quan, cũng lại có hai phần liên quan. Phần bên trên đó là phần tiếp xúc với cơ hoành, phần tiếp xúc cơ hoành là phần tiếp xúc với trụ trái cơ hoành này, à, trụ trái cơ hoành. Phần bên dưới, phần bên dưới là phía sau mà bên dưới thì nó liên quan với lại gì? Với cực trên của thận gì? Thận trái. Yeah. Đấy. Nó cũng có hai phần liên quan, diện tiếp xúc cơ hoành ở trên và tiếp xúc với thận trái ở bên gì? Bên dưới. Thế còn đây là bờ trên trong của tuyến thượng thận này, bờ trên trong của tuyến thượng thận trái. Yeah. À. Bờ trên trong tuyến thượng thận trái, chúng ta nhìn sang hình bên này, ở đây. Phần mà nó ở cao này ta gọi là trên. Đó. Còn phần mà nó sát đường giữa này ta gọi là gì? Là trong đấy, mà nó nối với nhau, à, người ta gọi là bờ gì? Bờ trên trong. Thì nó tuân theo giống như là với lại gì? Với tuyến thượng thận này, thượng phải. Thì bờ trên trong của tuyến thận trái, thứ nhất là nó nằm ở ngoài hơn cái động mạch hoành dưới bên gì? Bên trái, à, nằm ngoài hơn động mạch hoành dưới bên trái và ngoài hơn so với động mạch vị trái. Động vị trái sẽ tách ra từ động mạch thân tạng này, đi lên trên tới bờ cong nhỏ dạ dày, à, tới bờ cong nhỏ dạ dày. Đấy. Thì bờ trên trong này nó sẽ liên quan với lại, nó nằm ngoài hơn so với động mạch vị gì? Vị trái, đúng không? Vì tuyến thượng thận trái là chúng ta thấy có liên quan dạ dày, đúng không nhỉ? Mặt trước của nó đây. Đấy. Thế đấy là gì? Bờ trên trong của tuyến thượng trái nhá. Tiếp đến là đây là một cái mô hình, một cái mô hình để mô tả về cái cấu trúc mô học của cái tuyến thượng thận. Tôi lấy cái hình này ra để tôi để cho slide để cho các em gọi là cung cấp thêm cho các em, mà tôi thấy, bởi tôi thấy cái hình này rất hay. Hình này rất hay, rất dễ học. Rất dễ học về các cái chú thích cũng như là về cách thức người ta mô tả. Ví dụ như là chúng ta vẫn thử trong sách này, trong cái handout tôi gửi cho các em ấy, chúng ta nói rằng các động mạch thượng thận này vào trong thận thì chia thành mạng lưới mao mạch, các thứ ABCD, đúng không? Rồi đi vào ba cái lớp vỏ ABCD, mà như trong handout tôi không nói, tôi có bảo ABCD là bởi vì tôi không muốn đả động nhiều môn học. Nhưng những cái câu từ đấy là nó rất thể hiện rất rõ ở trên cái hình này. Nên là tôi sợ là các em sẽ không gặp được cái hình này khi các em học về các môn học khác, cho nên là tôi cung cấp thêm cho các em để các em nghiên cứu thêm về mặt giải phẫu mô học nhé. Đấy, đây là tôi cung cấp thêm cho các em thôi. Rất rõ, cầu thì có khối cầu, bó thì là có dạng hình bó, lưới thì như là cái mắt gì, mắt lưới, tủy được mô tả là một cái hạch tự chủ bị thoái triển đi đây. Đấy. Có synapse các thứ này, hình ảnh rất rõ ràng, rất rõ, rất gì, rất cụ thể. Thế nên là tôi hy vọng các em nắm bắt được tinh thần của cái slide này để các em học về môn học tốt hơn nhé. Đấy. Chứ tôi sẽ không trình bày
kỹ về nó trong cái bài này của tôi. Và chúng ta nói đến phần cuối cùng của cái tuyến thượng thận, đó là chúng ta nói về mạch máu. Thế thì tuyến thượng thận nó sẽ tuân theo đúng như tất cả các tuyến nội tiết khác, là nó sẽ phải gì, là cái vùng được cấp máu nhiều nhất, đúng không? Cho nên là gì, cái tuyến thượng thận chúng ta bé tí in hình đấy. Thế nhưng nó được cấp máu một cách rất gì, rất dồi dào. Có 5 gram thôi, 5 gram thì tôi tính ra khi nó chỉ bằng cái đầu ngón tay to hơn tí. Đấy. Thế mà được cấp máu, các em nhìn thấy nhằng nhịt, đúng không? Đấy. Thế để cấp máu cho mỗi tuyến thượng thận chúng ta, thì nó có ba nguồn động mạch. Thứ nhất là các động mạch thượng thận dưới. Động mạch thượng thận dưới nó chỉ có một, thường nó chỉ có một, tách ra từ cái động mạch gì, động mạch thận. Đây là động mạch thượng thận dưới. Động mạch thượng thận giữa, tách ra từ cái gì, từ động mạch chủ bụng, tách ra từ động mạch chủ bụng. Thế còn động mạch thượng thận trên, đây động mạch thượng thận trên, thì nó tách ra từ cái động mạch thượng thận trên này, thì nó tách ra từ cái động mạch hoành gì, hoành dưới tương ứng đây, đây hoành dưới bên trái, thì là động mạch thượng thận dưới bên trái, đúng không? Thế tuy nhiên nó có rất nhiều các nhánh khác tách ra từ cái động mạch gì, động mạch hoành dưới này. Đấy. Nên người ta có thể gọi là gì, các động mạch thượng thận trên, đấy, rất nhiều. Đấy. Nhưng mà nó đều tách ra từ động mạch gì, hoành dưới của bên tương ứng. Thế sau đó thì các cái động mạch này, thì cứ cắm dọc theo cái bờ trên trong thôi. Cứ cắm dọc theo cái bờ trên trong và nó phi vào trong gì, trong tuyến thượng thận, và nó chia mạng lưới mao mạch giống như cái slide bên trên mà chúng ta nhìn thấy đấy. Đấy, đấy là về động mạch cấp máu cho tuyến thượng thận. Thế còn về tĩnh mạch, thu máu về từ tuyến thượng thận thì sao? Mỗi tuyến thượng thận nó sẽ có một tĩnh mạch thu máu về, thì tương ứng thôi. Đây là tĩnh mạch thượng thận phải, còn đây là tĩnh mạch thượng thận trái, đúng không? Thoát ra ở ngoài qua rốn gì, rốn thượng thận này nhá. Thế tĩnh mạch thượng thận phải, sẽ đổ ngay lập tức đổ về tĩnh mạch chủ dưới, đổ về tĩnh mạch chủ dưới. Thế còn tĩnh mạch thượng thận trái, thì sẽ đổ về gì, sẽ đổ về tĩnh mạch thận trái, Thế là nhìn thấy ngay trên này, cái chiều dài của tĩnh mạch thượng thận trái nó dài hơn nhiều so với chiều dài tĩnh mạch thượng thận phải, đúng không? Thế người ta vẫn thường mô tả là gì, tĩnh mạch thượng thận phải thì nó ngắn, nó đổ trực tiếp luôn vào tĩnh mạch chủ dưới, mà tĩnh mạch chủ dưới thì lại liên quan trực tiếp với lại gì, phần trong mặt trước của tuyến thượng thận phải này, đúng không? Cho nên đổ trực tiếp vào thì nó rất ngắn, cho nên là trong các trường hợp bệnh lý gì đó mà chúng ta cần phải cắt bỏ tuyến thượng thận đi, thì khi đó để cắt được cái tĩnh mạch này nó khó, đấy. Đấy là, nhưng rồi người ta cũng cắt được hết, không sao cả, kỹ thuật cao làm được hết. Thế nhưng có cái này nó hay diễn ra này, những trường hợp bị chấn thương, bụng kín, các cái tạng nó bị xô lệch, nó do cái quan tính, đúng không, nó bị xô lệch, thì do cái tĩnh mạch chủ dưới này được giữ rất chắc vào thành bụng sau, cho nên là khi tạch thận này nó chỉ cần di lệch, thận và tuyến thận nó cần di lệch 1 ly 2 ly thôi, và đột ngột, thì với bên phải này nó sẽ rất dễ bị đứt. Cái tĩnh nó ngắn này cho nên rất dễ bị nhổ ra khỏi cái tĩnh mạch chủ dưới. Thế còn dù sao thằng tĩnh mạch thượng thận trái này nó còn có tí cuống dài dài đây, thế thì mày lúc lắc một tí, thì cũng khó đứt hơn. Thế còn thằng này thì sẽ gì, sẽ dễ bị đứt hơn. Đấy. Thế đây là đặc điểm là cái tổn thương khi có chấn thương tuyến thượng thận, là chúng ta cần rất phải lưu ý là gì, là nó có tổn thương cái tĩnh mạch thượng thận gì, thượng thận phải này hay không. Đấy. Đấy. Thì đấy là những cái chi tiết giải phẫu cho cái tuyến thượng thận ngày hôm nay mà tôi giới thiệu với các bạn. Đấy. Rồi. Thế các em hết bài đấy. Thì các em có đặt câu hỏi gì không? Bởi vì tôi thấy là handout tôi viết cũng kỹ,
slide tôi chuẩn bị cũng kỹ, tôi nói cũng kỹ, thì tôi nghĩ rằng câu hỏi các em đặt ra nó cũng hơi khó đấy. Thế các em có đặt câu hỏi gì không nào? Nếu không có là thầy trò chúng ta nghỉ đấy. À, tôi làm việc khác đấy.